Hôm nay Nhung đi đi xe buýt về trước, về xe buýt về trước thị Long Hưng, bởi vì Nhung cũng có một cái lịch ở bên lương mình của tranh thủ chờ hẹn thì Nhung rẽ vào C4 Kim Liên quay cái vườn cây của các bác ở C4 Kim Liên đẹp quá này. Đây là cái cây hồng ngọc của bác to như thế này này, cái gốc của nó to bùng như thế này này, thích không? Đây à, đây bác trồng cái gì đây? Trồng rau lang này. Đấy, chỉ trồng bằng thùng xốp thôi này mà đẹp như thế này này. Ở đây cả một cái cây sung to như thế này này. Sân tập thể mà bác ấy trồng cái cây sung này tuyệt vời không? Thôi thích thế cơ chứ. Ơi đẹp thế cơ chứ. Đẹp khơi là đẹp luôn, to đùng này. Ở đây là cây rau ngót Nhật này. Đó, cây này là cây lá nếp này. Cây sung này, cây sung nhỏ này. Ôi đẹp quá, bác ấy trồng một cái vườn cây để yêu không này. Quất này. Đói. Đây là dọc mùng này. Một loạt các cây này. Ôi bác, nhà bác này bác có cái vườn đẹp thế nhỉ chị rồi. Dạ. Đây này. Đẹp thế. Ôi trời ơi, tuyệt vời thế nhỉ. Ôi khu tập thể mà có được cái vườn này quá là lý tưởng luôn. Thích không này, cầu thang sắt đi lên này. Eo ơi, em cũng rất là thích làm như này luôn nhá. Nhà em thích làm như này lắm luôn đấy. Cây này, cây trúc này, cây trúc của bác ấy to không này. Ôi. Ở đây cây này là cây gì nhỉ? Cây này là Nhung cũng không biết cây gì. Cây đẹp thế nhỉ? Ôi cây trúc to đùng này. Thì bác này bác có cái vườn thích nhở chị nhở. Ôi cây trúc này quá là đẹp luôn. Đừng có review chị nhá. À, không, em có review chị đâu. Em chỉ review cây thôi. Ui đẹp thế nhở, màu này. Nhà bác ấy, màu hồng, màu màu hồng, màu hoa trà, hoa ngon. Cả màu 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 gì nhở, cá vàng nữa. Quả phong cảnh này được lên đấy rồi. Đẹp nhở. Bây giờ là đỡ đẹp đi nhiều đó. Quá đẹp luôn nè. Mà ở cái khu tập thể mà có được cái vườn như này là lý tưởng vô cùng luôn này. Đẹp nhờ chị nhờ. Đẹp luôn ấy. Mấy cây màu cam kìa. Cây màu cam vẫn đẹp. Không quay được. Nói chung là không thể đẹp được như mình nhìn. Kiểu cái điện thoại này nó tối. Màu kia màu tím kìa. Nói là hai bác này bác chăm chỉ lắm, chị chăm lắm. Ui, cả trên kia nữa kìa. Đây dàn hoa giun của bác ấy. Đẹp nhỉ. Sân tập thể C4. Thích không? Đây trước đây là Nhung ở chỗ kia kìa. Ở Diệu Ngọc, lúc sinh Diệu Ngọc ra là ở kia. Cái cầu thang 2, tầng 3. Đó. Hình như là phòng 313 lâu rồi. Từ năm 2007 đến giờ, chỉ nhớ của Nhung nó cũng không còn tốt lắm. Nhung chỉ nhớ là cầu thang 2 thôi, không nhớ là tầng 2 hay là tầng 3. Mà không biết là cái tầng này, tầng này hay là tầng trên kia. Đó, không nhớ chính xác đâu.